chào quý các bạn. Nếu ai là lần đầu tiên xem video đánh giá xe máy của Auto Eli thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bảo Duy. Chắc hẳn những cái hình ảnh ban đầu của video thì các bạn cũng đã nhận ra ngay chiếc xe đang đứng ngay cạnh tôi lúc này, Honda CB500F, một mẫu next buy của nhà Honda. Các bạn có thể thấy rằng là với cái thiết kế đã được thay đổi khá khá những cái chi tiết ở bên ngoài so với cả chiếc CB500F thế hệ tiền nhiệm. Vậy mẫu xe này có những gì và cảm giác vận hành ra sao? Chúng ta sẽ cùng đến với những phần tiếp theo của video. Còn bây giờ, mời các bạn sẽ điểm nhanh qua một vòng những chi tiết được trang bị trên chiếc xe này. Xin mời. So với thế hệ đang bán ở Việt Nam thì Honda CB500F 2019 không có sự thay đổi ở phần ngoại hình. Xe vẫn duy trì dáng vẻ mạnh mẽ với những đường nét thiết kế khá cơ bắp. Thiết kế khung xe dạng kim cương được tinh chỉnh một chút nên CB500F 2019 có trọng lượng nhẹ hơn so với cả phiên bản tiền nhiệm. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng của Honda CB500F bao gồm đèn pha, đèn xi nhan và đèn hậu đều được sử dụng công nghệ LED. Điểm mới nhất trên xe là hệ thống đèn cảnh báo dừng khẩn cấp khi bộ điều biến ABS phát hiện hành động phanh gấp đột ngột khi xe đang chạy với vận tốc khoảng 50 km/h hoặc lớn hơn. Hệ thống sẽ kích hoạt chớp nhả 4 đèn xi nhan ở trước và sau để cảnh báo cho các phương tiện khác. Mặt đồng hồ cũng được thay đổi với màn hình LCD màu dạng âm bản, hiển thị các thông tin như tốc độ, tua máy, hành trình, lượng nhiên liệu và mức tiêu thụ nhiên liệu, cùng đèn báo sang số và hiển thị vị trí số. Honda CB500F vẫn chưa được trang bị fork upside down. Phía trước vẫn là fork ống lồng 41mm, fork sau dạng monoshock có 5 cấp điều chỉnh, phanh trước đĩa đơn 320mm cùng cung phanh 2 piston, phanh sau đĩa đơn 240mm với kẹp phanh 1 piston. Cả hai bánh xe cùng sử dụng chung kích thước vành 17 inch, lốp sau lớn hơn với kích thước 160/60. Xe được trang bị công nghệ chống một cứng phanh ABS 2 kênh. Cái đường nét thiết kế của một mẫu xe PKL nhà Honda luôn luôn là như vậy. Một thiết kế khá là thân thiện, không quá ngạo mạn. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là ở trên CB500F này, mặc dù đã được hiện đại hóa khá nhiều những cái chi tiết thiết kế rồi những cái trang bị, thì nó vẫn mang cho chúng ta một cái tổng thể thiết kế hài hòa nhất có thể. Với mẫu xe này thì chúng ta có thể di chuyển hàng ngày, đi làm, đi chơi, đi cà phê và cả đi tour cuối tuần nữa. Tất cả những cái mục đích sử dụng đó với những bộ quần áo, những trang phục, những set đồ thì nó luôn luôn phù hợp với nhau. Đấy là cái thiết kế thân thiện của nhà Honda. Các bạn có thể thấy rằng là ở phần đầu xe đây ạ, cái cụm đèn pha phía trước được chia làm hai tầng. Thực ra cái thiết kế này ấy, thì nó đã có thêm rất nhiều những cái mẫu xe, ngay cả đến Winner X và Winner cũng đã được trang bị cái kiểu thiết kế này rồi. Nói chung là bây giờ nó thành platform với nhau hết. Ở đây thì cái cụm đèn pha này đang vuốt khá nhọn về phía trước. Và tổng thể khi mà chúng ta nhìn ở bên ngang ấy, thì cái phần đầu xe đang như một con thú dữ lao về phía trước với một khuôn mặt hiền lành. Các bạn có thể thấy rằng có một cái chi tiết mà đang tranh cãi, đang dành rất nhiều sự tranh cãi, đó chính là cái hệ thống fork phía trước. Nhiều người cho rằng với cái giá bán gần 200 triệu đồng thì tại sao Honda CB500F lại được trang bị giảm sóc ống lồng. Về cái vấn đề này thì tôi có thể chia sẻ với quý bạn thêm. Mẫu Honda CB500F, mẫu Honda CB500X và mẫu Rebel 500 được sử dụng chung động cơ và khá nhiều những chi tiết dùng chung với nhau. Vậy những cái mẫu xe đường trường, những cái mẫu xe adventure nó cần đến cái sự bền bỉ và cái sự ổn định. Thì ở ngay cái phần fork phía trước đây, tại sao không được trang bị fork upside down? Khi mà chúng ta sử dụng fork ống lồng bình thường ở đây thì cái phần phía dưới đây nó sẽ bảo vệ và đa phần là sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái đá, những cái vật liệu ở trên đường bắn lên và gây hỏng hóc. Và đặc biệt là ngay cả cái yếu tố mà chúng ta bảo trì, bảo dưỡng cũng thế, sẽ mất ít chi phí hơn. Vâng, tiến sát phần ngang xe thì sao ạ? Các bạn có thể thấy rằng là bộ khung của xe được thiết kế dạng kim cương và những cái đường nét chi tiết cắt xẻ nhiều, cùng với cả phần trái tim của xe được lộ. Và các bạn có thấy không ạ? Phần đỉnh máy bên trên này và phần ốp ngang chúng ta đều được cải màu bởi cái màu gold rất là bắt mắt. Màu này là màu gold đồng đấy. Trông nó cũng có một cái thiên hướng hiện đại hơn. Cái điểm cải tiến mà chúng ta có lẽ thấy ưng ý nhất đó chính là phần ống xả. Đã được thay thành ống xả đôi. Một cái trang bị
tốt hơn so với cả cái chiếc CB500F thế hệ tiền nhiệm. Với bình xăng được trang bị là 17,1 lít. Và cái thiết kế khá là ôm vào xe, đặc biệt là cái phần hõm vào như thế này, khiến cho chúng ta ngồi chúng ta kẹp cái phần má trong của đùi vào ấy, ngồi rất là ôm vừa vặn. Có lẽ bây giờ tôi sẽ thử luôn cái tiếng ống xả để cho các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức nhé. Đây là tiếng nổ găng ti các bạn ơi. Thực sự là chiếc xe này được thiết kế mặc dù đã có bầu, nhưng mà chúng ta khi vận hành ấy thì chúng ta vẫn nghe thấy cái tiếng ống xả khá là uy lực. Và tôi muốn dành một lời khen cho chiếc xe này. Với tất cả những cái thông số khô khan vừa được hiển thị ở phía trước thì các bạn có thể thấy rằng đây là một mẫu xe Nextbike cho chúng ta những cái tư thế ngồi khá là thoải mái. Nếu mà một người cao 1m65 thì tôi tin chắc rằng với cái phần yên này, chiều cao yên thì các bạn vẫn có thể ngồi thoải mái vô tư. Nó đâu đó thì nó cũng chỉ hơi nhón chân thôi. Nhưng mà khi chúng ta ngồi trực tiếp lên mẫu xe này, chúng ta còn cần phải ý một điểm nữa. Khi mà tôi phải nói đây là một mẫu xe có cái tư thế ngồi khá cao, bởi cái phần ghi đông tay lái phía trước được đưa lên cao hơn. Nếu mà cái thiết kế này cho chúng ta cái cảm giác lái đi ở trong phố ấy, nó thuận tiện khi mà chúng ta ra đến những cung đường trường với những giải vận tốc cao, thì cái phần ghi đông tay lái cao cho chúng ta ngồi, chúng ta sẽ có những cái cảm giác nó vẫn còn hơi bồng bềnh và nó chưa thực sự đầm chắc. Tiếp tới các bạn có thể thấy rằng cụm đồng hồ ở phía trước được nâng cấp lên là dạng LCD âm bản. Nó chỉ ở mức vừa đủ dùng mà thôi, nhưng mà cũng sẽ có khá nhiều những cái thông số mà các bạn có thể quan sát ở đây. Ví dụ như là đồng hồ Odo này, rồi là vận tốc này, rồi là số này, rồi tua máy, rồi những cái đèn thông báo hiển thị nữa. Đối với CB500F thì các ý tưởng thiết kế của các kỹ sư được thể hiện rất là rõ nét các bạn ạ. Ngay từ cái phần cặp phuộc ở phía trước, thay vì cặp phuộc upside down thì chiếc xe này được sử dụng ống lồng với đường kính là 41mm để có thể giảm chi phí ban đầu khi mà chúng ta mua xe, rồi cả chi phí bảo dưỡng cũng được giảm xuống. Và cái phần phuộc này khi chúng ta đi đường trường, đá hay những cái vật liệu có bắn phải thì nó cũng không ảnh hưởng tới hệ thống phuộc. Tiếp theo, chúng ta có thể thấy rằng là một cái điểm nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là khối động cơ. Khối động cơ này sản sinh cái công suất là 47 mã lực tại 8.600 vòng trên phút và 43 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Khi mà chúng ta khởi động chiếc xe, chúng ta ga để tua máy lên, thì chúng ta sẽ tận nhận thấy rằng là chiếc xe này được khóa tua ở khoảng 9.000 vòng trên phút. Đấy, các bạn có thể thấy không? Đây là cái sự thể hiện rõ nhất cho một mẫu xe được hướng tới cái khả năng vận hành ở đường trường. Chúng ta cần một khối động cơ bền bỉ. Chính vì vậy, chiếc xe này được khóa tua ở 9.000 vòng trên phút. Như các bạn biết đó, thì với cái tua 9.000 vòng trên phút chúng ta đi đường trường, máy sẽ không bị nóng, nhiệt độ không lên quá cao, và cái độ ổn định của máy được duy trì trong một khoảng thời gian vận hành rất dài. Yên tâm rằng, ngồi trên CB500F, chúng ta chỉ được hưởng thụ mà thôi. Giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi cuối tuần, chúng ta lại gặp người bạn CB500F. Và như tôi bây giờ với một bộ đồ như này, hoàn toàn chúng ta sẽ di chuyển được những chặng đường xa. CB500F là một người bạn hàng ngày, một người bạn chơi đùa với chúng ta mỗi khi chúng ta cần, và một người bạn sẵn sàng đưa chúng ta đi đến bất kỳ nơi đâu
Với những cái giải tốc độ từ 80 km/h trở lên ở trên đường trường thì mẫu xe này như một con hổ được thả về rừng vậy. Từng lần vặn ga của chúng ta, chiếc xe tăng tốc lên vô cùng mượt mà và êm ái. Nó cho chúng ta những cái cảm giác như là đi trên một chiếc phi thuyền ở trên mặt đường vậy. Nó khá là lướt. Nếu như ai đó hỏi tôi, với chiếc xe B500S này ở trên đường trường, nó thể hiện những gì nữa, thì xin thưa với quý vị và các bạn rằng từng cấp số kết hợp với khối động cơ 500cc lại là một điểm mang lại cho chúng ta một cái sự phấn khích nữa. Khác với những khối động cơ trước đây của Honda thì chiếc xe B500F này sở hữu cái khối động cơ khá là hỗn. Hỗn ở đây là gì ạ? Hỗn ở đây đến ngay từ những cú vặn ga ban đầu. Bây giờ tôi đang đi tốc độ khoảng tầm từ 60 đến 70 km/h, đang đi khoảng số 4. Và tôi sẽ thử ngay cái này cho các bạn xem, số 4 để các bạn nhìn nhé. Mặc dù đang là số 4 nhưng mà chúng ta vẫn có sự giật ở đây thưa quý vị các bạn. Khi tôi vận hành ở những giải tốc độ cao, xe được trang bị bộ ly hợp chống trượt hai chiều Assist and Slipper Clutch giúp tôi sang số êm hơn. Và ngay trước cua, tôi dồn số gấp sẽ không còn hiện tượng bị khóa và trượt bánh sau nữa. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta gặp phải những chướng ngại vật ở trên đường, đặc biệt là những đoạn đường có sỏi đá cát hay là những vết dầu, thì chúng ta hãy cũng yên tâm với hệ thống chống bắn cứng phanh ABS được trang bị hai kênh của chiếc xe. Vâng, và như vậy là quý vị và các bạn cũng đã cùng tôi đi đánh giá rồi xem xét soi mói chi tiết cái chiếc CB500F này. Và đương nhiên rồi, không có một mẫu xe nào là mẫu xe hoàn hảo cả, ngay đến con người chúng ta còn không hoàn hảo cơ mà. Vậy quý vị và các bạn thích và không thích những điểm gì ở trên chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn comment ngay phía dưới video nhé. Và cũng đừng quên like và share nếu các bạn thấy video hay. Đặc biệt là đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Eli để chúng ta cùng nhau trao đổi, thảo luận nhiều hơn về các mẫu xe. Xin chào và hẹn gặp lại.